Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Bây giờ khoảng 5 giờ 30 sáng. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2023 âm lịch nha các bạn. Giờ Vũ đang ra quán ăn từ thiện Ngọc Hiếu ở ấp 2 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú, anh chị và các bạn đến nhận đồ ăn chay miễn phí hàng tháng. Đó là 14, 15, 30, mùng 1 nha các bạn. Giờ Vũ xin kính mời cô chú, anh chị và các bạn cùng đi vô quán với Vũ nha. Rồi, chào chị Tư. Dạ, chào anh Ba, chào mấy chị. Đây, mấy chị đang chuẩn bị múc đồ ăn. Dạ, chào chị. Hôm nay quán nấu gì để phát cho bà con chị? Bún riêu hả? Bún riêu cháo hả chị Tư? Dạ, chào chị. Dạ. Hôm nay là bún riêu với cháo. Dạ. Chào chị Ba, chào chị Út. Chào chị. Đây là nồi bún riêu. Đây là nồi cháo các bạn. Mấy gì cho mấy chị chuẩn bị múc. Hôm nay chị Kiều vắng, rồi ai múc cháo anh Ba múc hả? Có đâu. Bữa trưa mới mà có tới mà. Dạ. Đi đâu chơi rồi. Không biết ai múc nữa. Giờ chưa có người thế múc cháo. Thiếu người. Đó thì chú vô cột đi, từ từ quen chú. Ôi, ngủ đêm nổi. Anh không được. Ủa? Không được.
được hết trơn á. Đúng rồi, không chắc được. Cho có ế cũng gì đâu dở hả? Đúng rồi đó, đúng rồi, là chị nói tính nói vậy đó. Cứ từ từ. Đứng ăn không được hả? Được.
Được rồi chú.
Anh Thần là cũng 10 bịch rồi. 10 10 bịch đó phải không? Nó là 10 bịch. 10 cái này là không phải vậy đâu. 5 bịch rồi 10 ăn đâu. Cho ăn không? Cho hủ 10 năm bữa. Hủ thì đang qua. 10. Như ông ấy vừa đâu. Đây 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 à. Chỉ đi đi. Cái kia lộc bao lắm cười. Cười. Cái kia lộc bao cười. Cái kia lộc bao cười. Cái sợ rồi đó. Ôi. Làm đi ông trai cũng quài. Hỏi cái gì nó hỏi đâu vậy? Chào chị. Mà nó còn muốn leo mình bảo rồi. Hôm nay bún riêu với cháo. Đợi chút xíu nha, chị đang múc. Oh.
Done. Đợi chút chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chợ cái đi chị. Nói. Chị lụa nữa đó. Hết rồi anh coi. Rồi, tôi làm múc xong rồi, muốn riêu rồi. Được ai cũng tự đặt cái xỉn không? Muốn rêu còn bên đây gì tên? Còn không? Đây là cô. Hết rồi đâu còn ai nữa. Hết rồi. Nó hết rồi. Có không? À.
rồi. Rồi đã phát xong rồi. Vũ về Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Dạ. Em ơi, quán vẫn phát bình thường nha các bạn. Mời Vũ nghỉ một bữa, Vũ đi đám. Chị Minh mời em nghỉ một bữa em đi đám không ra nha chị Minh. Đám đâu? Anh dùng cơm á. Dạ. Rồi Vũ xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Chào chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo nha. Cháu.